Xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom. Và như anh em đã biết đấy thì AMD là một trong những hãng làm CPU với cả onboard mạnh nhất trên thị trường hiện tại. Và gần đây thì AMD đã ra mắt một sản phẩm, đó chính là CPU Ryzen 5 5600G với 6 nhân 12 luồng và cả onboard là Vega 7. Vậy thì câu hỏi 1 triệu đô đó chính là liệu rằng anh em nên build PC với chiếc CPU không cảng này hay là build một bộ máy với CPU tương tự và một chiếc cạc gọi là cấp thấp một chút. Và chúng ta hãy cùng trả lời câu hỏi đó trong video này nhé. Rồi, vậy thì hiện tại với một mức giá đó chính là 15 triệu, chúng ta sẽ build một bộ PC với CPU Ryzen 5 5600G này. Một chiếc mainboard đó chính là chiếc mainboard MSI B550 Mota, đó chính là một chiếc mainboard khá là ok về tầm giá và hiệu năng dành cho những CPU thế hệ 5000. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có đó chính là một kit RAM 16GB nữa, tức là 2 thanh 8GB chạy ở bus là 3200, CL là 16. Và tất cả những thứ còn lại thì bao phủ đó để được lại được một lần 15 triệu. Vậy thì với PC có cạc thì sao? Mình sẽ lựa chọn một chiếc CPU ngang khá là ngang tầm với cả chiếc 5600G. Đó chính là CPU i5-11400F. Nhưng mà mình đang có ở đây 11400 tại vì là trên chúng mình lại hết mất sample rồi. Anh em cố gắng chịu nhá. Rồi, và vì cái CPU này, hai CPU này i5 và Ryzen 5 5600G có một khoảng cách khoảng tầm 2 triệu về mức giá, thế nên là mình sẽ cố gắng đút vào đó là một chiếc camera hình tầm giá 2 triệu. Mình sẽ lựa chọn bốc ngay tạm một chiếc cạc, đó chính là GT1030 đến từ Palit. Đây, chiếc cạc ở đây. Đây là chiếc cạc đến từ Palit, đây 1030 với 2GB RAM. Và do là cái chiếc cạc này có giá khoảng tầm 2,7 triệu, dẫn tới câu chuyện là mình sẽ phải giảm thiểu cái mainboard của mình xuống một mức thấp hơn, đó chính là một mức chỉ có khoảng tầm 2 triệu mấy thôi. Và đó chính là mainboard MSI B560M Pro HDV, một chiếc mainboard gọi là tầm trung thôi, cũng không phải là cao cấp lắm. Và tất nhiên rồi, những thứ còn lại sẽ vẫn tương tự như vậy, vẫn là 16GB RAM này, vẫn là một nguồn 600W này, và vỏ cây cũng tương tự như vậy. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với xem là liệu rằng hai bộ PC này sẽ khác biệt thế nào về hiệu năng nhé. Vậy thì mình sẽ test ở đây đó chính là 3 tựa game, do có giới hạn về gọi là dung lượng ổ cứng, mình chỉ test 3 tựa game thôi. Là trong đó sẽ có 2 tựa game sát thủ phần cứng và một tựa game mang tính nhẹ nhàng hơn, đó chính là CSGO. Với tựa game đầu tiên đó chính là Assassin's Creed Odyssey thì bên bộ máy không có cạc màn hình, đã đạt được là 30fps, tức là VK7 đã đạt được mức là 30fps. Trong khi đó PC với cạc màn hình là GT1030 chỉ đạt là 14fps mà thôi. Một sự chênh lệch khá là cao đó các bạn, khoảng tầm trên 50%. Dẫn tới một câu chuyện là uầy, chơi game này trên PC có cạc lạc đến dương vô cùng. Còn với tựa game Shadow of the Tomb Raider thì bên PC của AMD không cạc, nó đạt được một mức FPS là 34 lận. Trong khi đó PC i5-11400 và GT1030 thì chỉ đạt được có là 13 FPS mà thôi. Một sự chênh lệch là 61%, rất là lớn. Thế là đến lúc đây thì mình thấy hoang mang và run rẩy đến vô cùng. Mình bật thử CSGO lên và chờ đợi một kết quả tốt đẹp hơn. Ai, nhưng mà không, một sự đau buồn đã đến gần với cả CPU i5 và cả GT1030. Ở bên bộ PC AMD thì mình đã đạt được mức FPS là 81fps. Đây là setting là thấp nhất với cả độ phân giải là Full HD. Sang bên máy của Intel và có cả GT1030 thì mức FPS chỉ là khoảng tầm 31 thôi. Một sự thụt giảm rất là nhiều. Và cái trải nghiệm chơi game thì cực kỳ là khó chịu, vô cùng là giật lag. Thế nên là mình nghĩ rằng là mình không biết tại sao nó lại lệch như vậy, nó lại chênh như vậy. Bởi vì bình thường GT1030 sẽ có một mức FPS khá là ngang tầm với cả game VK7 khi mà sử dụng Dual Channel. Thế là mình mới bắt đầu tìm hiểu và nhìn vào những chiếc cạc của mình. Mình mới nhận ra một điều cực kỳ là lạ kỳ, đó chính là chiếc cạc này sử dụng GDDR4 cơ, tạo ra một cái sụt giảm về hiệu năng cao được như vậy. Nếu mà anh em nhìn trên chiếc hộp này thì chiếc hộp nó sẽ không có một cái biểu hiện gì là đang sử dụng GDDR5 hay là GDDR4. Và mình đang chỉ lấy chiếc cạc màn hình thấp tiền nhất thôi để có thể vừa với cả khung 15 triệu. Thế nên là mình đã vớ phải một chiếc cạc GDDR4 dẫn tới cái hiệu năng thấp đến vô cùng như thế. Thế nên đây cũng là một bài học dành cho mình và những anh em nào đang mua những chiếc cạc GT1030 này. Nếu mà để lựa chọn thì hãy chọn những chiếc cạc, cố tìm những chiếc cạc GT1030 với RAM là GDDR5. Thì lúc đó hiệu năng mới có thể ngang bằng với cả VK7 trên chiếc 5600G được. Nhưng mà những chiếc cạc GDDR5 đấy lại cao hơn so với những chiếc cạc GDDR4 khoảng tầm từ 300-400 nghìn. Thế nên là anh em sẽ phải trả thêm một mức giá cao hơn hoặc là giảm thiểu về những cái thành phần ở trong bộ PC của chính mình. Và một câu hỏi khác đó chính là sau khi mà anh em gọi là vứt chiếc vỏ cạc đi, đúng không ạ? Thì anh em sẽ lựa chọn một chiếc cạc mới, mua một chiếc cạc màn hình mới, đó chính là ví dụ như là RTX 3060 này, 3060 Ti này, 3070, thì liệu rằng Ryzen 5 5600G có bắt kịp theo i5-11400 ở trong những tựa game không? Đó là lúc mà mình sẽ test những cái hiệu năng của CPU nhé. Trong Cinebench R15 thì hiệu năng đơn nhân của
Ryzen 5 5600G cao hơn là 5,6% so với CPU Intel i5-11400. Còn với cả hiệu năng đa nhân thì cũng là một sự gọi là vượt bậc hơn một chút về đa nhân, với kèo thắng đây bây giờ lại vẫn là Ryzen 5 và chỉ là khoảng tầm trên 7% một chút. Còn với Cinebench R20 thì sao? Hiệu năng đơn nhân của Ryzen 5 5600G cao hơn là khoảng 2,9% so với cả CPU i5-11400. Còn hiệu năng đa nhân thì cũng tự như vậy, cũng khoảng tầm 7% tới 8% cơ. Vậy thì làm việc vì sao? Mình sẽ test ở đây đó chính là Blender và V-Ray. Thì với Blender, trong bài test của BMW thì Ryzen 5 5600G đã nhanh hơn, đó chính là 8,6%. Còn trong Blender Classroom thì nhanh hơn tận 10,8% cơ. Thực sự là một cái khoảng cách tương đối là nhiều so với cả CPU i5-11400. Còn với V-Ray thì xong V-Ray CPU thì Ryzen 5 lại thua mất khoảng tầm 1% gì đó. Cái con số này cũng không quá là lớn, cũng không quá là nhiều. Thế nên là mình cũng không đánh giá quá cao về cái sự chênh lệch này. Nhưng mà còn với V-Ray của GPU thì Ryzen 5 5600G đã chiến thắng GT1030 với một mức đó chính là 3,3%. Vậy thì tức là về lâu dài, cái hiệu năng làm việc, cái hiệu năng sử dụng khi mà gọi là làm các tác vụ bình thường ấy, thì Ryzen 5 5600G sẽ cao hơn với cả CPU i5-11400 một chút thôi, khoảng tầm 3-4-5%. Còn khi mà mình xem các test về các gọi là những cái cam màn hình cao cấp, ví dụ như là 3080 này, 3080 Ti này, 3090 này, thì cái độ chênh lệch của nó là rơi vào khoảng tầm 5-10%. Nhưng nếu mà anh em mua những chiếc cả màn hình như là 3060, 3060 Ti hoặc là 3070 thì cái độ chênh lệch của nó không quá là nhiều đâu, tại vì nó không thể gọi là maxi tối đa được những cái CPU đó. Rồi, với bản thân mình thì nếu mà mình được lựa chọn ấy, thì mình sẽ lựa chọn CPU Ryzen 5 5600G và sau đó thì sẽ mua là cả 3060 Ti để tương lai sau này có sử dụng này và có VGA7 để chống cháy nếu mà nhỡ đâu cả màn hình của mình bị hỏng. Còn nếu mà anh em muốn mua thì mình sẽ có một cái option khác, đó chính là có thể là mua CPU Ryzen 3 3300X hoặc là i3-10105F với cả card GTX 1650, và đó cũng là một trong những lựa chọn khoảng tầm giá 15 triệu. Đấy sẽ là quyền lựa chọn của anh em thôi. Rồi, nếu mà anh em cảm thấy hứng thú với những cái sản phẩm này, CPU i5 này, Ryzen 5 này, MacBook của MSI này, thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả nhé. Và nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì bấm like và subscribe. Và cuối cùng, xin cảm ơn các anh em đã xem video này. Và hẹn gặp các anh em tại một video sau.